để bay tới Tajikistan, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng sẽ khởi hành từ sân bay Nội Bài, Hà Nội vào lúc 21 giờ 55 phút đêm nay và hạ cánh ở sân bay Istanbul Atatürk, Thổ Nhĩ Kỳ lúc 5 giờ 50 phút sáng giờ địa phương, tức vào khoảng 9 giờ 50 phút sáng ngày mai giờ Việt Nam. Thời gian di chuyển khoảng 12 tiếng đồng hồ. Sau đó, toàn đội sẽ có gần 16 tiếng quá cảnh tại Istanbul để chờ nối chuyến lúc 21 giờ 35 phút tối ngày 24 tháng 3 giờ địa phương, tức vào khoảng 1 giờ 35 phút sáng ngày 25 tháng 3 giờ Việt Nam. Sau một chặng bay nữa từ Istanbul, đoàn sẽ có mặt ở Dushanbe, Tajikistan vào lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 3 giờ địa phương, tức vào khoảng 6 giờ 30 phút giờ Việt Nam, thời gian di chuyển khoảng 5 tiếng đồng hồ. Như vậy, để đến được địa điểm thi đấu cho trận gặp Afghanistan, đội tuyển Việt Nam sẽ phải trải qua hành trình lên tới 33 giờ bay. Theo thông tin từ đoàn tiền trạm của VFF, thì sau khi di chuyển đến Dushanbe, đội tuyển Việt Nam sẽ đóng quân ở khách sạn 4 sao Atlas Hotel. Đây cũng là một trong những khách sạn được đánh giá có tiện nghi và chất lượng phục vụ tốt nhất của thủ đô Tajikistan. Đặc biệt, Atlas Hotel nằm rất gần sân bay Dushanbe và chỉ mất khoảng 15 phút di chuyển bằng xe buýt là có thể tới sân Republico Central. Ngoài ra, cả các bữa ăn đều được tổ chức theo hình thức buffet và được chế biến phù hợp với khẩu vị người Việt. Thời tiết tại Dushanbe thời điểm này rất dễ chịu, trời nắng nhẹ và nhiệt độ ban ngày dao động từ 15 đến 20 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ vào buổi tối và ban đêm có thể giảm xuống tới 9 đến 10 độ C. Cũng liên quan đến việc đội tuyển có một chặng dừng chân nối chuyến ở Istanbul để tạo điều kiện cho thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng nghỉ ngơi, VFF đã chủ động liên hệ để bố trí khách sạn có tiêu chuẩn quốc tế và nằm ngay trong sân bay Istanbul.